Xin chào toàn thể các bác lại quay trở lại với kênh YouTube Điện Máy Ngọc Mai. Hôm nay thì bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai làm cái video này để giới thiệu cho các bác về cái dòng sản phẩm máy bơm hơi, máy đầu liền và máy đầu dòi các bác nhé. Các bác vào xem video, các bác quan tâm sản phẩm máy xây dựng, máy cơ khí và dụng cụ đồ nghề thì các bác nhớ ấn đăng ký kênh của bên em. Các bác ấn đăng ký kênh và ấn vào chuông thì các bác sẽ nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà bên trung tâm em làm video giới thiệu về những cái dòng sản phẩm bên em đang phân phối. Bên trung tâm Điện Máy Ngọc Mai chuyên phân phối xỉ lẻ rất nhiều máy xây dựng, máy cơ khí để phục vụ cho tất cả các bác thợ khắp mọi miền tổ quốc. Không để các bác phải chờ đợi lâu thì em sẽ đi giới thiệu cho chị em về cái dòng sản phẩm này. Đây, máy bơm hơi đầu dòi và đầu liền, thương hiệu Startup này các bác này. Cái con này là con đầu liền đây này. Model của nó là 12 ft các bác nhá. 2.5 HP này. Đây là cái thông số kỹ thuật này. Đấy, cái con này là 24 lít các bác nhé. Cân nặng là 25 gram này, 25 kg. Đấy, 100% là hàng dây đồng nhé các bác nhé. 100% là hàng dây đồng này, bên chị China nhé các bác nhé. Đấy, con này thì là con đầu dòi. Con đầu dòi đây. Con đầu dòi thì model của nó là con 1S này, 1/4 HP. Đấy, cân nặng là 40-42 kg. Em có bắt đầu sẵn ở cửa em xong rồi các bác có thể quan sát. Con này là con đầu liền đấy. Đầu liền này rất là nhỏ gọn này, đầy đủ bộ phận nhá. Các bác có máy này và sẽ có hai cái bánh xe đây. Và kèm theo là sẽ có lọc gió này, đầy đủ phụ kiện cho các bác. Về các bác có thể là sử dụng để xì khô này, bơm hơi này, phun sơn, bắn đinh, nói chung là làm được rất nhiều công việc luôn. Đấy, cái này nó là hàng dây đồng ruột dài này, em sẽ quay cho các bác xem ở cái phía bên trong này, tôn của nó rất là dài luôn. Tôn rất dài luôn các bác nhé. Đấy, máy nó như thế này. Cái này quá này. Đấy quá đấy không? Rất là ok nhá. Con này nó nhỏ gọn này, các bác có thể là đi làm công trình ấy. Nó nhẹ nhàng, thuận tiện nhá. Dễ sử dụng. Đấy, máy rất là đẹp luôn. Đấy. Đầy đủ máy thì là nó như thế này. Khi mà về các bác sử dụng vào cái công việc gì thì là các bác mua thêm những cái chi tiết bên ngoài. Ví dụ như là các bác bắn đinh thì là các bác phải mua thêm súng. Hoặc là các bác bơm xe thì là các bác phải mua cái bơm nhá. Mua cái bơm, mua cái xì khô, rồi còi xịt. Nói chung là các bác sử dụng công việc gì thì là các bác mua cái sản phẩm đó. Các bác muốn mua thêm ngoài những cái dụng cụ gì thì là các bác cứ báo với bên em. Còn nguyên máy thì là nó có như thế này. Đấy, đây là con máy đầu liền. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Đây, con này là con đầu dòi này. Con này là con đầu dòi thì có thiết kế nhỏ gọn. Con này là con loại nhỏ này. Đây, đây. Công suất của motor đây này các bác này. Em sẽ quay chi tiết cho các bác xem về cái công suất của motor đây nhá. Đấy, các bác nhìn rõ không ạ? Đây là công suất của motor này. Các bác nhìn rõ không? Nó hơi lóa. Đấy, công suất đây nhé con nhá. Đấy. Công suất của motor. Cái motor này nó là hàng dây đồng được dài rất là ok luôn. Em sẽ quay chi tiết cho các bác được làm rõ. Này là 1/4 HP này. Máy này là máy đầu dòi. Có dây cu la kéo đấy. Cái con này thì các bác cũng sẽ kèm theo là có 4 cái bánh xe. Đây 4 cái bánh xe đây. Em vừa bóc ra đây. Các bác sẽ có 4 cái bánh xe về các bác lắp máy. Đây máy đây. Rất đẹp luôn nhá. Máy rất đẹp luôn. Các bác mà quan tâm những cái sản phẩm này thì các bác có thể là để lại cho em số điện thoại ngay dưới video này. Hoặc là các bác có thể là alo trực tiếp cho em qua cái số điện thoại 0378487818. Số điện thoại mà em để lại ngay dưới tiêu đề. Số đó bên em có cả Facebook và cả Zalo luôn. Các bác muốn mua hàng các bác có thể là vào kết bạn Zalo với em để thuận tiện hơn trong việc mua hàng. Cũng như là khi các bác đặt mua sản phẩm thì bên em sẽ gửi hình ảnh chi tiết cho các bác.
và báo giá cho các bác vào đúng cái thời điểm mà các bác hỏi về sản phẩm nhé. Vì giá của sản phẩm em sẽ không thể có giá công khai ở đây, vì giá nó thay đổi theo thời điểm. Hôm nay em làm video này có thể 1-2 năm sau video vẫn còn xuất hiện và tồn tại trên mạng. Khi giá của nó thay đổi thì rất khó để điều chỉnh, nên là em sẽ không để giá công khai. Các bác quan tâm thì các bác cứ để lại số điện thoại, bên em sẽ trực tiếp alo để tư vấn cho các bác, hoặc là các bác alo cho em qua cái số 0378487818 để biết thêm thông tin chi tiết về cái dòng sản phẩm này. Em cũng xin được kết thúc cái video của em tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong cái video lần sau. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi. Các bác đừng quên ấn vào đăng ký và ấn vào chuông để nhận được những cái thông báo mới nhất.